Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại mình chặt nó luôn. Sắp gãy rồi Sáng ơi. Ăn sáng xong rồi, bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ đi vào rừng kiếm nguồn nước ngọt nhá. Khát lắm rồi các bạn ạ. Thật sự rất là khát rồi. Không có nước ngọt thì chỉ có bỏ cuộc thôi chứ không làm gì được nữa các bạn ạ. Ở trên rừng này thì chả thấy nguồn nước ở đâu cả anh ạ. Núi cao ơi là cao luôn các bạn này. Này, từ phía trên này nhìn xuống dưới biển đẹp ghê. Anh ơi, chỗ này cảnh chiêu anh ạ, cảnh đẹp. Nhưng mà thôi anh em mình là phải đi tìm nước hả? Đẹp thì đẹp chứ bây giờ khát khô rồi. Tôi thì phải mang theo một cái que như này để chống này các bạn này. Bởi vì sườn dốc, sườn đồi, bởi vì là sườn núi nó rất là dốc, mình cứ lấy an toàn làm đầu các bạn ạ. Còn anh chuyên gia sinh tồn thì anh leo quen rồi, cho nên là anh đấy không cần cầm cái gì cả, cầm mỗi con dao đi thôi. Ê, mỏi quá các bạn ạ. Đã đói đã khát rồi xong bây giờ lại còn phải leo núi nữa, thực sự rất là mất sức luôn, rất là mệt luôn. Ôi leo mệt quá. Lại các bạn nhìn này, tít tít dưới kia luôn này. Đấy, hai anh em chúng tôi ơi, leo được lên tới tận trên này rồi. Thì giờ mới kiếm được cái dây này. Anh bảo dây này có nước, không biết có nước không. Đâu anh chặt thử xem có nước không. Hy vọng là có nước nhá. À nước chảy này các bạn ơi. Ui có nước thật này. Sáng uống thử không? Có, cho em uống nào. Đây. Ok anh. Các bạn à. À. Nó vẫn còn nước đấy. Mình cứ chặt ngắn dần là nó sẽ ra nước. Ui đã khát thế mà. Sau 3 ngày rồi không có nước uống thì cuối cùng tôi cũng được uống nước rồi. Dây này còn rất là dài Sáng ơi. Khả năng anh em mình chặt hết cả cục dây này về. Wow tuyệt vời. Vậy là hai anh em chúng tôi đã tìm ra nguồn nước nhá các bạn. Đấy. Mặc dù là không nhiều nhưng mà nó có thể giúp hai anh em chúng tôi duy trì sinh tồn ở trên đảo hoang này. Tức là hai anh em chúng tôi có thể ở trên này 10 ngày thậm chí là một tháng luôn. Đâu dữ vậy. Chỉ để cầm cự thôi. Không nhưng mà nếu mà có nước như này là được rồi anh ạ. Là cầm cự được. Còn đồ ăn thì mình không có gì ăn, mình có thể bắt ốc mà. Này chỉ tạm thời giải tỏa cơn khát thôi. Thật là đã cái cơn khát quá đi. Hả? À, hết rồi. Hả? À? Hết rồi. Tuyệt vời. Cẩn thận Sáng ơi. Ok anh ơi. Đấy các bạn nhìn này. Cái sườn này. Dốc không? Đúng rồi, rất là dốc luôn. Quá trời dốc luôn. Phải như thế này thì các bạn mới biết được rằng là hai anh em chúng tôi sinh tồn khổ như thế nào, khó khăn như thế nào, nguy hiểm như thế nào. Nhìn thì cứ tưởng là đang vận chuyển củi về để đốt nhưng thực ra các bạn ạ, đây là nước đấy. Nước để tôi sinh tồn đấy. Lướt đấy. Rồi, về đến chòi an toàn. Thế là mình có nguồn nước ngọt rồi, mặc dù là lấy nó hơi lâu, hơi vất vả một tí. Nhưng mà ít ra thì mình vẫn có nước ngọt để uống.
Đấy, các bạn thấy nước chưa? Nước từ trong thân cây chảy ra nha. Quá tuyệt vời. Lần đầu tiên uống nước từ trong thân cây luôn đấy các bạn ạ. Nước này là tinh khiết 100% luôn. Nhìn thấy nước chảy là tôi lại thèm. Tại vì 3 ngày rồi bây giờ mới được uống nước ấy. Nhưng mà thôi, mình tiết kiệm. Khúc này nhỏ không biết còn nước không ta. Ui chết rồi các bạn ơi. Hết nước rồi. Cái khúc cây này không có nước rồi. Mình chặt phía trên tí xíu là nó sẽ có nước. Đấy, ấy, có. Ấy. Ấy. Có sáng ơi. Từng giọt một rồi. Thế là được rồi các bạn ạ. Có nước chảy ra là được rồi. Thôi mình gọi là tiết kiệm. Cứ kệ nó, cho nó tự chảy thôi. Đây là những giọt nước cuối cùng rồi các bạn ạ. Hết nước rồi. Đấy các bạn này, đây cho các bạn xem nhá. Thì cái bó củi vừa nãy tôi mang xuống ấy thì chỉ hứng được cưng đây nước thôi này các bạn này. Thì thực ra đi dọc đường nó cũng rơi vãi rớt khá là nhiều rồi, nhưng mà cưng đây cũng là nhiều rồi đấy các bạn ạ. Đối với sinh tồn thì cưng đây cũng là nhiều rồi. Thôi hai anh em mình để dành hai chai nước này nhỉ. Vừa nãy ở trên rừng thì hai anh em chúng tôi uống rồi, cho nên là chai này sẽ để dành nhá. Đây là bộ tóc sau 3 ngày không có dầu gội đầu các bạn ạ. Vẫn gội đầu bằng nước biển. Nước biển thì nó hơi dính dính một tí. Đấy. Nước đang lên rồi này các bạn này. Nước biển đang dâng rồi. Giờ chỉ có ngủ thôi chứ cũng chả biết làm gì cả. Nước biển nó dâng thì đi lại khá là nguy hiểm. Nước uống thì tôi đã có nước uống rồi. Đồ ăn cũng có rồi, cho nên là giờ ngủ để chờ thời gian cho trôi hết 10 ngày thôi. Sau khoảng 20 phút anh em chúng tôi đi bộ thì anh Vũ đã tìm thấy nguyên liệu. Đây là cho các bạn xem, zoom gần cho các bạn xem. Đây. Đấy, tổ kiến vàng đây nhá các bạn ơi. Đó. Rất là nhiều tổ kiến vàng này. Nó thành ụ như thế đấy. Thế còn cái củ gì anh bảo ấy? Đây hả anh? Cái cây này đây hả? Cây to đùng này đây hả? Em biết cái đó không? Em không. Cây đấy ăn được hả? Được. Đấy là cây đủng đỉnh. Đủng đỉnh. Đúng rồi. Cái cây ở miền Tây hay dùng để làm rạp cưới. Rạp đám cưới á. Em biết. À. Nhưng mà người ta dùng cái lá không hả? Đúng rồi. Nên mình ăn cái củ luôn. Ăn cái củ luôn hả? Ăn củ hủ của nó. Ok anh. Sắp sửa có món canh kiến vàng ăn rồi. Canh chua kiến vàng. Bây giờ thì hai anh em chúng tôi sẽ chặt cái cây này nhá. Tôi thì đang rất là đói rồi, không còn sức lực để đi chặt như anh Vũ rồi. Còn anh Vũ thì có vẻ như là sinh tồn đã quen rồi, trở thành thói quen hàng ngày của anh đấy sao ấy. Anh đấy mặc dù ăn rất là ít nhưng cơ thể vẫn rất là thoải mái bình thường. Mặc dù là có thấy anh kêu đói á, nhưng mà anh có vẻ sức lực vẫn rất là tốt, vẫn rất là dẻo dai luôn các bạn ạ. Cố lên anh ơi. Wow. Cẩn thận nhé. Ok anh ơi, để em lui lại. Wow. Đổ cây rồi các bạn ạ. Nhưng mà giờ ăn cái nào giờ anh? Ăn cái ngọn đó. À. Thế anh chặt đi. Đó hả? Anh em mình sẽ ăn cái đó hả? Ăn phần ở trong nó sẽ. Ok các bạn ơi. Đây là củ gì? Củ hủ, cây đủng đỉnh. Củ hủ. Ok các bạn ơi, đây là củ hủ của cây đủng đỉnh nhá. Cái này thì ăn được luôn hả anh? Ăn được luôn xem. Để em ăn thử xem nào. Ok, bây giờ tôi sẽ ăn thử cái củ này nhá. Ăn được hết cả phần này à? Cứ cắn đi, nó sẽ no. Không được. Đúng là như lắm. Cây dừa thật các bạn ạ. Không có ngọt. Ngon quá.
À, phần già thì nó ăn sẽ hơi ngậy ngậy, chát chát. Nhưng mà vẫn ngon, vẫn ngọt, vẫn có vị ngọt nữa các bạn. Đang đói. Bà bà. Anh ơi, ngon thế này thì còn cây kia anh chặt lốt đi. Ok, chặt luôn, chắc ơi. Mình đã chặt đổ cái cây rồi, nhưng mà nó vẫn còn mắc vào những cái nhánh cây khác nè mọi người ơi. Vì mới ăn, chúng ta phải cố gắng. Bây giờ phải chặt thêm một đoạn ở dưới nữa. Cố lên Sáng ơi. Nhưng mà đang đói, chặt cái cây đuối quá. Sắp gãy rồi Sáng ơi. Khoảng chừng 2 tiếng nữa là nó gãy thôi. Anh yên tâm, 2 giây nữa em sẽ chặt gãy cây này. Sắp gãy rồi Sáng ơi. Wow, đã hạ được nó thành công. Vậy là tôi đã đốn được một cái cây. Đốn lốt cây này đi anh ơi. Ok, sắp đổ rồi Sáng ơi. Cố lên. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại mình chặt nó luôn. Sắp gãy rồi Sáng ơi. À, đuối quá. Cố lên Sáng ơi. Wow. Ok. Tiếp theo thì sẽ bắt kiến vàng nha các bạn. Bắt tổ kiến vàng. Đây, tôi đã chuẩn bị sẵn cái túi bóng này rồi. Bắt tổ kiến vàng xong rồi cho vào trong túi bóng này luôn. Cẩn thận nó đốt nhá anh ơi. Kiến vàng đốt đau lắm các bạn ạ. Chặt cành đi anh. Lôi cả cành xuống thì nó đỡ cắn. Rồi anh ơi. Ra lấy kiểu gì? Bốc vào. Bốc vào hả? Thế là để nó cắn em à? Biến ạ. Các bạn ơi, kiến vàng bò quá trời à. Để ăn, để ăn. Rồi, thạch cái bọc sẵn đi Sáng. Đây anh. Chặt cái đoạn này đi. Quá trời kiến vàng này các bạn ơi. Nó cắn tôi. Đau không anh? Đau. Không sao. Vì miếng ăn Sáng ơi. Có chui vô quần không Sáng? Cắn trong quần luôn Sáng ơi. Em chắc là không. Like a Hellcat.